Và để tiếp theo chương trình, đây là phần phát biểu của quý vị dân cử và quý vị đại diện các cộng đồng. Xin mời quý vị dân cử gửi đôi lời đến quý vị. We'd like to invite our distinguished elected officials, Congressman Lowenthal, Mayor Trita, and Westminster City Council, as well as Vice Mayor Michael Vaux from Fountain Valley, board member Nguyễn Quốc Lân from Garden Grove Unified School District, as well as I would like to invite all the representatives from different elected official offices and as well as different community leaders. Chúng tôi xin kính mời quý vị chủ tịch của các cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali, cộng đồng người Việt Liên bang Hoa Kỳ, cũng như là quý vị chủ tịch của các ban đại diện cộng đồng có mặt ngày hôm nay. Xin kính mời quý vị cùng lên sân khấu. Và trước hết chúng tôi xin kính mời Dương biểu liên bang Alan Lowenthal có lời phát biểu. Would like to invite Congressman Alan Lowenthal for a few remarks. Xin kính chào quý vị. Good afternoon. Welcome. My name is Congressman Alan Lowenthal, and I'm honored to be here with you on this very important date, which marks the 50th anniversary of the assassination of former South Vietnam President Ngô Đình Diệm. Kính thưa quý vị, chúng tôi là dân biểu liên bang Alan Lowenthal rất vinh dự được đến tham dự cái buổi lễ tưởng niệm 50 năm ngày Tổng thống Ngô Đình Diệm bị hạ sát. As we all know, President Diem was the first president of the Republic of Vietnam. He made great important contributions to the new nation, including the promulgation of a constitution, the building of strategic housing hamlets and also of infrastructure, and most importantly, he will be remembered as the Vietnamese leader who allowed over 1 million Vietnamese from North Vietnam who sought freedom to come to South Vietnam. Thưa quý vị, Tổng thống Ngô Đình Diệm là vị Tổng thống đầu tiên của nền Việt Nam Cộng Hòa. Ông đã có những cái cống hiến to lớn như là ban hành hiến pháp, xây dựng ấp chiến lược, cũng như là những cái hạ tầng cơ sở của quốc gia, cũng như là ông đã được nhớ như là người ân nhân đã định cư hơn 1 triệu đồng bào Việt Nam từ miền Bắc vào miền Nam tự do. President Diem was a patriot. And of course, with any great leader, there are some mistakes that are unavoidable. But I believe that now that history and time, that we now have the time to look back and really address what really happened, we are now beginning to see the president in a new light. Thưa quý vị, Tổng thống Ngô Đình Diệm là một người ái quốc, và sau nhiều thời gian, nhiều năm, cũng như là lịch sử đã chứng minh những sự thật đã xảy ra trước đây, cũng như là người ta đã hiểu vị Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa sâu xa hơn là người ta hiểu trước đây. On May 9th of 1957, President Ngô Đình Diệm became the first Vietnamese leader to address both houses of the United States Congress in a joint session. Vào ngày 9 tháng 5 năm 1957, Tổng thống Ngô Đình Diệm trở thành vị lãnh tụ quốc gia đầu tiên của vị nguyên thủ quốc gia đầu tiên của Việt Nam được cơ hội phát biểu trước Lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ. No other Vietnamese leader has ever addressed the Congress of the United States. Từ lúc Tổng thống Ngô Đình Diệm cho đến nay, chưa có một vị nguyên thủ quốc gia nào của Việt Nam có cơ hội đó. And I'd like to state now and now with a quote from the President Diem's address to the Congress. He said, "We affirm that the sole legitimate object of the state is to protect the fundamental rights of human beings to existence, to the free development of their intellectual, to their moral, and spiritual life. We affirm that democracy is neither material happiness nor the supremacy of numbers. Democracy is essentially a permanent effort to find the right political means in order to ensure to all citizens the right of free development, of maximum initiative, of responsibility, and spiritual life. Kính thưa quý vị, đó là những lời phát biểu của Tổng thống Ngô Đình Diệm đã phát biểu trước Lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 9 tháng 5 năm 1957 và nói lên là ông tin tưởng rằng cái nền dân chủ Việt Nam, chính quyền Việt Nam, quốc gia Việt Nam lúc đó có cái nhiệm vụ là bảo vệ những cái quyền căn bản của người dân và bảo vệ nền dân chủ cho toàn dân Việt Nam. Just as President Diem believed then, just as the President Diem believed then, today we must continue to believe that freedom, democracy, human rights must always be upheld for the people of Vietnam. Cũng như Tổng thống Ngô Đình Diệm đã tin tưởng trước đây, chúng ta ngày hôm nay vẫn tiếp tục cái cuộc tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền. Together with one voice, we must call upon the current government in Vietnam to respect these basic ideals and to protect the rights of its own citizens. Chúng ta đòi hỏi là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải tôn trọng quyền căn bản của người dân và phải bảo vệ những cái quyền đó. The people of Vietnam deserve to have each and every right that we are so fortunate to have here. Người dân Việt Nam xứng đáng được những cái quyền căn bản con người mà mọi người dân trên thế giới đều hưởng được. I believe my entire career has been to support human rights, and I pledge to you that I will continue to support the movement for human rights and democracy in Vietnam. Tôi luôn luôn ủng hộ cho nhân quyền và tôi xin hứa với quý vị là tôi sẽ tiếp tục ủng hộ cho công cuộc tranh đấu cho tự do và nhân quyền. In closing, because it's so important to remember these very critical moments, I'd like to present to the organizer and especially to the youth representative here a copy of President Diem's address to the joint session of Congress on May 9th, 1957, so that they may learn and draw out the lesson and learn from the lessons of the late president. And we have one of the few pictures. Chúng tôi xin đại diện cho Quốc hội Hoa Kỳ xin trao tặng đến ban tổ chức, đặc biệt là các thành viên trẻ trong ban tổ chức, bài phát biểu của Tổng thống Ngô Đình Diệm trước Lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 9 tháng 5 năm 1957 để mà các giới trẻ có thể học hỏi được những bài học của Tổng thống Ngô Đình Diệm trước đây. Thank you. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Và sau đây chúng tôi xin kính mời Thị trưởng Tạ Đức Chí, Thị trưởng thành phố Westminster cùng các nghị viên. Kính thưa quý vị, thượng cùng tất cả quý đồng hương, chúng tôi hãnh diện đến đây với các thành viên Hội đồng thành phố Westminster cùng với tất cả quý đồng hương tưởng niệm cố Tổng thống Ngô Đình Diệm của chúng ta. Chúng tôi lại càng hãnh diện hơn nữa khi biết được Tổng thống Ngô Đình Diệm là người đưa ra chủ thuyết nhân vị trong lúc ông còn làm Tổng thống. Chủ thuyết nhân vị cho chúng ta thấy được chúng ta sống vì dân tộc, sống vì con người, và chỉ có con người, chỉ có dân tộc Việt Nam mới có quyền điều hành đất nước Việt Nam. Và chủ thuyết nhân vị của ông đã sống mãi cho tới ngày hôm nay. Sau 50 năm ông qua đời. Sự có mặt của quý vị đã cho thấy được lòng thương mến của quý vị, lòng ngưỡng mộ của dân tộc Việt Nam đối với một vị tổng thống vì quốc gia, vì dân tộc. Chúng ta hãnh diện, thế hệ chúng tôi hãnh diện học hỏi ở Tổng thống Ngô Đình Diệm, và chúng tôi lại càng hãnh diện hơn nữa khi thấy được dân tộc Việt Nam vẫn ngưỡng mộ và vẫn nhớ đến ông. Cảm tạ tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, tôi là Sergio Contreras, ni viên thành phố Westminster. Xin cảm ơn, tôi rất vui đến đây ủng hộ quý vị. Thường niên, thường tương tiền, thầy công chẳng đau cho tự do đằng chú trồ Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị, tôi là ông Sergio Contreras. Good afternoon. I'm Diana Carey. I'm councilwoman from Westminster, and I just want to say that it is absolutely an honor and a great pleasure to be here with you today celebrating this great president. And earlier in the day, I was asked, well, what does he mean to me and what do you take away from him? And I just wanted to say that, you know, he is such a strong person, and he had such strong core beliefs, and he fought for his country, and he tried his hardest to keep in the incursion of other countries like China and France and us gotta say that, you know, out of Vietnam, to keep Vietnam for the people. And he, you know, fought so hard for liberty and for justice. And so it is wonderful to see you here today, because I know you're passing on that spirit to your children and to the young people of our community. Và tôi xin được dịch lại từ Diana và Diana Carey, nghị viên thành phố Westminster. Chúng tôi rất hân hạnh được đến đây tham dự buổi lễ tưởng niệm cố tổng thống Ngô Đình Diệm. Ông là một người lãnh đạo sáng suốt và là một người tổng thống đã bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam, chống ngoại xâm, đặc biệt là chống Trung Cộng, và đã bảo vệ quyền lợi Việt Nam trên chính phủ Mỹ. Chúng tôi hy vọng là chúng ta có thể những bạn trẻ noi gương theo ông để mà tiếp tục những con đường của ông đã đi. Cảm ơn. Kính thưa quý vị, chúng tôi là Michael Võ, Phó thị trưởng của thành phố Farron Valley, xin được gửi lời chào trân trọng và chân thành cảm ơn sự hiện diện của tất cả mọi người đến đây ngày hôm nay trong dịp lễ kỷ niệm 50 năm ngày tổng thống Ngô Đình Diệm qua đời. Ngài đã sáng lập ra sự tự do trong nền đệ nhất Cộng hòa. Xin quý vị cùng với chúng tôi gửi lời cầu nguyện đến tất cả các quân dân cán chính, quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã đấu tranh và mãi gìn giữ nền tự do đó. Xin hồn thiên sông núi đất Việt cầu mong cho chúng ta, con dân nước Việt, sớm sống được trong cảnh công lý, tự do, dân chủ và nhân quyền. Kính thưa quý vị, tôi là luật sư Nguyễn Quốc Lân, ủy viên giáo dục của Hội đồng Giáo dục Học khu Garden Grove. Chúng ta tập trung ngày hôm nay không có lễ tưởng niệm nào, không có nghi thức vinh danh nào có ý nghĩa hết nếu chúng ta không thi hành theo lời trăn trối của cố tổng thống Ngô Đình Diệm như ông Chủ tịch Nguyễn Mạnh Trí đã công bố ngày hôm nay. Nếu tôi lãnh đạo, quý vị tiến theo tôi. Nếu tôi rút lui, quý vị giết tôi. Nếu tôi chết, quý vị sẽ tiếp tục cuộc hành trình của tôi. Và tất cả chúng ta đến đây ngày hôm nay, chúng ta tạo nên cái ý nghĩa cho mỗi hành động của chúng ta. Chúng ta phải cố gắng đoàn kết, tập trung vào cái cuộc đấu tranh trường kỳ mà cha ông chúng ta, của tổng thống Ngô Đình Diệm, cũng như bao chiến sĩ, quân dân cán chính đã hy sinh bỏ mình cho cái cuộc đấu tranh đầy ý nghĩa này. Đó là cuộc đấu tranh đem lại tự do, dân chủ và thịnh vượng cho người dân Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị. Chúng tôi xin cảm ơn tất cả quý vị dân cử và chúng tôi xin kính mời quý vị an tọa. Thank you to our distinguished elected officials, and we appreciate your comments, and please take your seat. Thank you. Và sau đây chúng tôi xin mời quý vị đại diện các cộng đồng có đôi lời phát biểu đến quý vị quan khách hôm nay. Dạ vâng, trước hết chúng tôi xin kính mời luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia Nam Cali. lectured by Mr. Nguyễn Xuân Nghĩa, President of the Vietnamese American Federation of Southern California. Kính thưa quý vị đại diện lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý vị hội đoàn đoàn thể, quý đồng hương, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để coi như là ca ngợi tinh thần làm việc của tất cả các anh em trẻ trong cái buổi lễ tưởng niệm của Tổng thống Ngô Đình Diệm đã mãn phần cách đây 50 năm. 50 năm đã qua, ta đã có rất là nhiều cơ hội để nhìn lại lịch sử, và một trong điều tất cả chúng ta hiến diện, hãnh diện, và chắc chắn có một tràng pháo tay thật lớn nữa là chúng ta hãnh diện với ngọn cờ vàng ba sọc đỏ nó phất phới tung bay. Và đó cũng là một di sản mà cố Tổng thống Ngô Đình Diệm đã để lại cho toàn dân nước Việt. Chúng ta học được bài học gì? Trong bất cứ bối cảnh nào cũng có những khó khăn. Đền Đệ Nhất Cộng Hòa cũng như Đền Nhị Cộng Hòa, nhưng bài học chúng ta học được là chỉ có người Việt Nam mới thương yêu được Việt Nam và bảo vệ lãnh thổ và như sự no ấm toàn vẹn cho nước Việt Nam chúng ta. 9 năm chấp chánh của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm nhắc nhở chúng ta một cái trách nhiệm rằng mai này khi chúng ta đã lật đổ được chế độ cộng sản và khởi dựng lại nền đệ tam cộng hòa của đất nước chúng ta, thì chúng ta phải học hỏi bài học rằng là không bao giờ quên đi sức mạnh của người dân và không bao giờ tin tưởng bất cứ một lời hứa nào của ngoại bang. Hai bà ngày xưa đã nhắc nhở rằng nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Thời điểm này chúng ta không trách cứ gì về những thất bại của nền Đệ Nhất Cộng Hòa, chúng ta không trách cứ gì những thất bại của nền Đệ Nhị Cộng Hòa, mà chúng ta hãy hãnh diện rằng nền Đệ Nhất và nền Đệ Nhị Cộng Hòa đã để lại cái mầm dân chủ tự do mà tất cả người dân ở trong nước, từ Bắc xuống Nam, từ mọi thế hệ trong nước Việt Nam hiện tại bây giờ hãnh diện nhận được một cái di sản của nền dân chủ tự do của Việt Nam Cộng Hòa. Và trong tinh thần đó chúng ta cần đoàn kết hơn thế nữa. Vì đây không phải là công việc tranh đấu của bất cứ ai, mà là công việc tranh đấu của toàn đại khối dân tộc chúng ta đối với chế độ bạo tàn cộng sản. Xin cảm ơn quý vị. Kính thưa tất cả quý vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo, kính thưa tất cả quý vị đại diện hội đoàn, kính thưa tất cả quý đồng hương. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi vô cùng xúc động đến dự lễ tưởng niệm 50 năm của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm. Trước hết, tôi xin chia sẻ một vài cảm nghĩ về cá nhân. Cách đây 50 năm, khi tôi đi học về, tôi thấy ông cụ tôi rất là buồn. Thì tôi không hiểu vì sao, tôi hỏi vì sao về ba, thì ông này họ lại giết Tổng thống Ngô Đình Diệm và mắt ông rất là nặng nề. Hôm nay tôi đến đây dự lễ vẫn rất đặc biệt. Hôm nay là ngày 2/1, cách đây 50 năm. Tôi xin thắp một nén hương cho Tổng thống và tôi cũng xin thắp một nén hương thay ba tôi để tưởng niệm với Tổng thống. Và một điều rất đặc biệt nữa là hôm nay cũng là giỗ của ba tôi. Thành tôi vô cùng xúc động đến đây để chia sẻ với quý vị. Điểm thứ hai nữa là sau năm 1975 khi người ra đi, khi mà tình thế chưa ổn định, thì một người thân của chúng tôi là bác Đào Đăng Vị, Cá Xuân Thị, bác đã tổ chức lập ra Hội Ái Hữu Người Việt Quốc gia, và những năm đầu tiên tổ chức lễ tưởng niệm cố Tổng thống Ngô Đình Diệm trong hoàn cảnh rất là khó khăn. Và với phương diện là Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Liên bang Hoa Kỳ, chúng tôi xin chia sẻ với quý vị một vài điều về cố Tổng thống Ngô Đình Diệm. Sau năm 1900 Hiệp định Geneva 1954 thì đất được tổng chia hai, miền Bắc thuộc về Cộng sản, về miền Nam thuộc về tự do. Nhìn lại lịch sử không thể chối cãi được công lao của Tổng thống Ngô Đình Diệm trong việc định cư trên 1 triệu người Bắc di cư và đem lại sự phồn thịnh cho quốc gia Việt Nam. trong những thập niên 50 và thập niên 60, nước Việt Nam chúng ta là một nước mạnh ở Đông Nam Á và hành vi là một nước có chủ quyền và không chấp nhận những sự chi phối của ngoại bang. Những bài học đó chúng ta phải học ngày hôm nay. Chúng ta phải có sức mạnh, chúng ta phải tự lực tự cường. Và chúng ta thấy rằng luồng gió dân chủ đã thổi đi từ Bắc Phi cho tới Trung Đông, ngay cả Miền Điện đã có rồi, thì thiên cơ sẽ tới thôi. Và chúng ta, người Việt hải ngoại, phải đoàn kết với nhau, tạo thành một khối duy nhất và neo theo tinh thần của những người đi trước để đem lại sự tự do và thịnh vượng cho quê hương Việt Nam. Rồi tôi tin tưởng rằng trong ngày hôm nay, với hồn thiêng sông núi, với thần linh của cố tổng thống, chúng ta sẽ có ngày sớm trở về trên đất nước Việt Nam thanh bình và tự do. Xin quý vị hãy cùng cầu nguyện với chúng tôi. Xin trân trọng kính chào tất cả quý vị. Xin cảm ơn bác sĩ Võ Đình Hữu, Chủ tịch của Cộng đồng Người Việt Quốc gia Liên bang Hoa Kỳ, và chúng tôi xin mời tất cả quý vị trở về chỗ ngồi. Xin cảm ơn. Và sau đây là phần phát biểu của giới trẻ. Chúng tôi xin mời anh Thiện Thành, đại diện cho Hội Anh Em Yêu Nước, có bài lời phát biểu. We have another youth representative from the Patriotic Brotherhood, Mr. Nguyễn Thiện Thành. And I like to translate for him briefly, if I may. Dạ, kính chào quý vị. Dạ, kính thưa các bạn trưởng thượng, các vị hội đồng liên tôn cùng các vị quan khách. Thiện Thành xin thay mặt Hội Anh Em Yêu Nước rất hân hạnh được đứng đây để nói lên những cảm nghĩ của Thiện Thành, chứ không dám lạm bàn chuyện đúng sai của ngài chí sĩ Ngô Đình Diệm. Vì lúc cụ Diệm qua đời, Thiện Thành chưa được sinh ra đời. Thiện Thành nhớ rất rõ, năm lên 10 tuổi, lúc đó Thiện Thành vừa là vào lớp 3, đó là năm 1976. Cộng sản đã chiếm miền Nam một năm. Trong lúc học thì thầy cô bảo phải thương yêu Bác Hồ. Thiện Thành nghĩ rằng tại sao phải thương yêu ông đó, thì thầy cô bảo ông là cái người mang đến độc lập tự do. Thiện Thành thiết nghĩ nếu ông là người mang đến độc lập tự do, tại sao ba Thành ở tù, nhà bị tịch thu, tất cả mọi người phải ra ngoài đường. Xin anh Thiện Thành cho em translate chứ. Anh đi mà dài quá chắc em quên hết. Ladies and gentlemen, I'd like to briefly translate Mr. Thiện Thành remarks. He liked to have a few thoughts on his own from his personal experience. He was born after the late President Ngô Đình Diệm had passed away. When he was in the third grade, that was in 1976, he was told by the teacher that he must respect, honor Uncle Ho, and he questioned why should he do that. And then his teacher told him that because Uncle Ho brought freedom and independence to the country. He thought to himself, if that's the case, that Uncle Ho, like the teacher said, brought freedom and independence to the country, how come his father is in jail, and how come his family's property was confiscated by the communist authority? Kính thưa quý vị, sau đó Thiện Thành hỏi ông nội, ông Hồ Chí Minh là ai, tại sao ông là người ác như vậy, thì ông nội mới nói thật và kể tỉ mỉ về ông Hồ Chí Minh và ông Ngô Đình Diệm. Và ông nội Thiện Thành so sánh ông Ngô Đình Diệm chính là cái người được những hào quang, được đúng là người yêu nước, người không có con cái, không có vợ. Hồ Chí Minh là người ăn cắp những hào quang của ông cụ Ngô Đình Diệm. He asked his grandfather why Uncle Ho, so-called, was so brutal in terms of his regime, and was told by his grandfather that his grandfather compared Ho Chi Minh to the late President Ngô Đình Diệm, and told him that President Ngô Đình Diệm was a true patriot, that he helped build the country, whereas Ho Chi Minh was using other leaders other revolutionaries credit to make himself, to glorify himself as a leader. Thì kính thưa quý vị, cũng nhờ từ đó Thành hiểu được người cộng sản thế nào và người quốc gia ra sao. Thì Thành luôn lúc nào cũng nghĩ đến người, một cái gương của cụ Ngô Đình Diệm. Và kính thưa quý vị, ngày hôm qua tại Việt Nam, cô bé Phương Uyên vừa ra khỏi nhà tù cộng sản, cô bé mới 21 tuổi vì cái tội chống đảng cộng sản Việt Nam. From there he understood what it means to be a Vietnamese from South Vietnam, from nationalist Vietnam versus someone who lived under communist regime. And yesterday in Vietnam there was a college student named Nguyễn Xuân Nghĩa who was recently released by the communist authority for charges. They label her as working against the state. Thì kính thưa quý vị, cô đã từ Bình Thuận đi xuống Bình Dương, Lái Thiêu để tưởng niệm 50 năm ngày cố Tổng thống Ngô Đình Diệm. She joined many others in the delegation travel from Bình Thuận province all the way down to Bình Dương province in southern Vietnam into the Lái Thiêu cemetery, and they held a special mass at the grave site of late President Ngô Đình Diệm in honor of the 50th anniversary of his passing. Vậy kính thưa quý vị, cô rất hiên ngang trên Facebook, trên tất cả các mạng, ai cũng thấy tấm hình của cô đứng trước di ảnh của cụ Ngô Đình Diệm để chụp tấm hình. Thì Thành thấy tấm hình đó, mình cảm thấy mình trên 40 tuổi mà em mới 20 mấy tuổi, tại sao em lại có những cái hành động đó? Từ đó thì Thành nghĩ có phải chăng đây là một cái sự kết hợp trong ngoài, chúng tôi đang tìm một kim chỉ nam để tìm một biểu tượng để sớm có một ngày trở về quê hương Việt Nam. So we see that a young student in Vietnam, along with many others that are much younger than him, and they are not afraid. They sought out the truth, and they came to remember late President Ngô Đình Diem's sacrifices and contribution to the nation. And he looked at them as role models for a better, a brighter future for Vietnam. Thành biết rất là khó khi chọn ông Ngô Đình Diệm làm biểu tượng, nhưng Thành cầu mong hồn sông núi, các anh linh, các tử sĩ khoáng chuyển làm sao cho tất cả triệu người như một, cùng một lòng để hướng về quê hương Việt Nam. We understand that more and more people now understand President Ngô Đình Diệm, and we only hope that going forward more light will come out and more people will understand the president more and see him in a different light than before. Và Thị Thành cũng xin cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn quý vị đã đến đây. Nếu ngày hôm nay chúng ta không tổ chức 50 năm tưởng niệm cụ Ngô Đình Diệm thì chúng ta sẽ trả lời như thế nào cho bé Phương Uyên và những người dân trong nước? We'd like to thank everyone for coming out today. If we did not hold the ceremony today, what do we say, or what can we say to a young college student in Vietnam who is remembering the late president? Và Thiện Thành hy vọng một ngày không xa chúng ta sẽ trở về Việt Nam để làm một lễ truy điệu cho cụ chí sĩ Ngô Đình Diệm trong một ngày không xa. Xin cảm ơn quý vị. We hope to return to Vietnam in one day soon to give a tribute to the late President Ngô Đình Diệm. Thank you everyone.